Có chân mèo không? Con mèo kỳ cục. Con mèo kỳ cục. Chân trúng chi ba. Con mèo thấy gớm ở chân trúng chi ba nha. Dép bằng đâu? Dép bằng đâu? Nè, dép con nè. Đen chiếc nè, còn chiếc nữa đâu? Còn chiếc nữa đâu rồi? À, có đủ rồi. Ở con bưng đường hữu đường đâu sợ? Con bưng hữu đường đi đâu ạ? Hả? Cho gì Kinh Nguyệt với chú rồi gớt lăn cù kìa. Kêu gì Kinh Nguyệt tắt nha, nhỏ xíu ơi. Tắt tivi nhỏ gì Kinh Nguyệt, chó kìa. Chó của dì Kinh Nguyệt á. Gì vậy? Vô nhà tôi đem đi đâu vậy? Chó gì vậy? Ta cho hữu đường ta để đàng hoàng thấy không? Cưng không? Cưng không? Cho dì Kinh Nguyệt hả? Cho không biết ai. Cho bà nhà chồng hả? Chó. Mặc cái áo không thấy cái quần đâu. Chứ không biết gì sợ. Ăn cơm chưa? Ôi dì Nguyệt giờ mới ăn cơm hả? Ăn cơm nè. Ăn cơm à? Cơm với cá hồi. Ngon vậy? Ngon quá vậy? Trời đất. Bán mưa quá. Bán được không? Bán hết không? Quá. Đau mưa. Mưa. Có khăn ướt không Nguyệt? Chùi cho xin miếng không chùi cái mũi nữa coi Nguyệt. Nè. Hôm qua đi. Bữa nào dẫn sữa đi theo bán cơm nè. Bữa hôm qua đi đám vui em sinh nhật vui không? Sữa. Qua đi đừ vui. Bữa nào dẫn sữa đi theo nè. Sữa bán tôm. Nói quý bà con cô bác ai mà gặp gì Kinh Nguyệt có ghé với chú Kinh Thông mua cơm giùm dì Kinh Nguyệt chú Kinh Thông. Cái con. Hả? Ăn cơm. Ăn cơm. Nhà khổ có gì đâu ăn. Ăn cơm với cá hồi không à? Bệnh cả tuần nay á, không có đi học. Bữa qua thấy bệnh nằm thôi khóc anh. Ừ. Ông ai vậy sữa đẹp như vậy? Ai dạ? Ai vậy? Hả? Ai biết đâu? Biết đâu? Trời ơi ai vậy cưng quá à? Ai biết đâu? Ai vậy con? Ai hả? Ai biết đâu? Đối diện mày có ai vậy? Ai vậy? Nói con được tặng cái áo không? Nói được con tự tặng cái áo dễ thương không? Rồi ta in hình luôn. À, cái áo hả? Thôi về nhà uống nước, tự nhiên qua đây uống nước hoài. Bệnh nó không đủ nước lạnh. Con tặng đây, con nói tặng gì Kinh Nguyệt hữu đường á, gì Kinh Nguyệt nó lớn nha. Cỡ ba cho con bệnh đó. Bệnh lây đó. Con làm mất cười. Con làm mất cười hả? Chú gì, chú gì? Con làm mất cười à, chú Phong, chú gì, chú gì? Chú về. Chú không là mất cười. Chú Kinh Thông. Chú không là mất cười. Chú Kinh Phong. Chú Phong, cô Phong điếu tiêu ơi. Chú Kinh Thông là mất cười quá. Chú không. Mày đường dìa sữa. Dìa sữa. Má giờ già chồng hỏi. Mày đường dìa sữa. Đường thốt nốt. Nói đường thốt nốt. Hả? Đường thốt nốt. Ngon lắm á. Đường nấu nguyên chất. Này ăn gan á. Gan. Đường này ngon à. Ừ. Đường này ngon. Ăn chơi cũng ngon. Cái gì vậy? Thèm trái cây hả? Chích ta. Ngon. À dạ. Hỏi gì Kinh Nguyệt trái gì vậy? Hỏi gì Kinh Nguyệt trái này trái gì vậy? Hỏi ăn được không? Hả? À, dập con. Dơ. Chú không làm mất cười. Chú không làm mất cười bé. Phong. Chú không làm mất cười. Không biết gì rõ. Chú không làm mất cười. Chú không làm mất cười. Chú không làm mất cười. Kêu quá là kêu luôn. Dạ, hôm qua kêu hả? Ờ, nãy nó mới về kêu chú Phong. Chú không làm mất cười. Chú không làm mất cười. Chú Kinh Phong. Chú đúng rồi, kêu đến đúng tên của chú chú giận á. Chú Phong, chú Kinh Phong làm xàm cái xí. Chú Kinh Phong làm giống như con khỉ.
làm con khỉ. Rồi, chú Phong làm con khỉ. Đi 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 đi. Rồi, đừng có chọc chú. Phong làm gì con nữa? Thôi đừng, không có, đừng hỏi chú không gẹo con đâu. Chú Phong, già chồng không gẹo con dâu rồi. Vô. Hỏi thăm gì Nguyệt cây gì Nguyệt khỏe không? Vô con. Tao thui à? Ngoài tao thui à? Chú Kinh Phong bị gì Kinh Nguyệt bỏ ngoài đường rồi. Gì tiếng gì nhỉ không Nguyệt? Gọi điện hả? Lâu rồi sữa không quan chật à. Bưng. Bưng nguyên dễ vậy con, bưng nguyên dễ vậy. Sữa. Xin trái là bưng nguyên dễ sữa. Bưng nguyên dễ vàng. Dì Kinh Nguyệt cho con xin nguyên dễ nha. Nói gì Kinh Nguyệt cho con xin nguyên dễ. Thằng trả lên trái. Thơm quá. Thơm quá. Thơm quá. Chị Nguyệt con ơi, ăn được chưa? Chứ còn cứ ngắt cái gì. Ừ. Ông nó giỏi thì mềm đó chứ. Hả? Mềm luôn rồi nè. Mềm hả? Ừ. Nên tách ra cho nó miếng thử coi. Cái gì vậy? Nè. Cái ngon. Ngon không? Ngon. Dĩa này lấy muỗng nạo con nha. Lấy muỗng nạo ăn không? Trời ngon. Ăn cắt lại. Cái gì? Cắt mấy lột lại ăn không? Ăn không? Lột cho nè. Đây. Cái đây lột cho. Đây lột vậy. Cái đó còn sống á. Đây còn. Ăn không? Ơi ơi. Cái gì? Thử ăn à, lọc mà, múc con đút nó luôn không mẹ. Sao sao? Cảm ơn gì mẹ. Thơm lắm. Ăn con. Ngon lắm. Ăn con, thơm mà. Thử đó. Thử. Ngọt ăn ngon. Ngọt ngay gì Kinh Nguyệt ăn kìa. Ăn không? Ăn. Múc con đi. Đó. Nè múc con đi. Ăn đi con. Sao hả? Sao đồ đã không ăn? Mày, ăn đi. Tao thấy bớt thì nó mềm quá. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon không? Rồi bớt một chút nước. Nè đi ăn rồi nè. Này nè, này ngon lắm á. Chín rồi nè. Ăn miếng đi. Vậy sao nó đậu ấy? Nè ăn miếng thôi. Một hai à. Nước. Làm bây giờ hồi đang đút nước. Đừng con. Bể rồi. Ôi, bể rồi. Ê. Ôi, Giang. Ghê quá. Giang đi. Ăn đi. Ai ăn? Cô ăn đi mà. Sữa ăn đi. Trời ơi, mà bớt của ta đã rồi giờ nó bể rồi. Ngon không? Ngon không? Ngon rồi. Nè. Ôi, ngon không? Đừng con. Đừng ăn thì lấy ăn con, đừng có tét gì. Ăn không sữa? Thấy ngọt ngọt không phái quá. Ừ, phái lắm. Mà lạ chứ chưa dám ăn. Thử thử. Sặc à. Lau lau miệng à, lấy khăn ướt lau miệng à. Lấy ướt lau miệng à. Nước hả? Lấy nước uống hả? Mỗi lần qua đây là kêu xin nước uống. Con lấy ca. Con đi mấy ca đi. Ca đâu rồi ta? Nè. Ca đi nè. Thôi lấy này đi con à. Để lấy đi miếng luôn. Để. Này, chế cho miếng nè. Con lấy con nước lạnh con. Nè. Con lấy con. Con cảm ơn nha. Cảm ơn gì con. Rồi. Lạnh lắm. Mà lên cá lóc trong kia. Cảm ơn gì Kinh Nguyệt. Ngon không? Sữa. Hình chắc là nhỏ quá. Ừ, bộ máy làm nó đi làm nó đòi đi theo. Đeo sợi dây thiết không? Sẽ truyền vàng dây dạo mà dạo lắm. Ngon.
Dạ sửa không giờ không sửa. Sao mặc vàng áo, dữ vậy sửa? Mặc áo nhưng không một quần. Anh ta dẹp lại chỗ cũ đàng hoàng thấy không? Nè, sửa đây. Đây mày biểu nè. Lại lên, lại đây. Lại đây chùi mũi, chùi tay cho sạch đi. Đây. Chùi cho. Cảm ơn. Đây tay đây tay đây. Không có lấy hết nữa nghe, vô nghe. Tay kia đâu. Cảm ơn này con. Cảm ơn chị Nguyệt đi. Cảm ơn này. Không ăn nữa nha. Ừ, không ăn nữa nha, vô vô lắm nha. Tôi còn ăn nha. Ờ, đúng rồi, vô lắm nha. Thôi, không ăn thôi. Nó như vậy. Ăn đi đừng có chọc. Ngon không? Hả? Nay tỉnh tỉnh lại ốm rồi. Ờ, nay ốm, mà không chưa đi học ngoái. Nay đi học cái bệnh xong luôn ốm luôn. Dầu chết. Chú Phong đâu rồi? Chú Phong đâu? Chú Phong đi đi chơi rồi. Liều Nguyệt đuổi đi rồi. Lì lắm, chú Phong đây lì lắm. Chú Phong đuổi đi rồi. Ừ, lì quá mà. Hỏi sao chú Phong lì? Nói gì rồi lẹn lẹn cũng ăn ha. Ăn không phải ăn mà nó bất cỡ sao á. Ăn lại. Nó mà tôi quýnh nè. Nó cuốn cái ngọt không? Ngon không? Ngon không sữa? Ăn thì chú Quân Phong bắt nè. Ai vậy? Chú Phong hả? Phong kỳ quá à. Chú Phong kỳ quá. Nó hỏi đuổi. Ờ, chú Việt đuổi đi nha. Đuổi đi luôn nha. Không chơi đây nha. Rồi đi rồi. Không đuổi là đi liền. Đuổi Phong đi rồi. Chú Phong lì quá à. Sợ gì chú Phong, chú Việt ở đây mà sợ gì. Chú Phong đi đâu ạ? Biết quá à. Dạ, bơm mà chú Phong. Ừ, đi gỡ bơm. Đi gỡ bơm. Mất coi chừng bơm nổ chú nha. Thôi. Ghê quá à, sợ lắm. Coi chừng bơm nổ chú à. Đi lại gỡ bơm. Đi không? Không thôi, vô ăn tiếp đi. Bye bye chú Phong. Bye bye chú Phong nha. Chú Phong bảo trọng nha. Dạ. Dạ, hỏi không bà. Nhậu nữa nha. Chú Phong đừng có nhậu nữa nha. Đi gỡ bơm mà nhậu vậy. Định gỡ lộn nhậu. Ba. Chú Phong đừng có hai trận nữa nha. Không đi gỡ bơm. Trời ơi. Gỡ bơm rồi có nhậu không? Có không? Dạ không. Nhớ hết luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy ngon mà? Cái gì vậy ngon mà? Cái sabo. Sabo. Thơm quá. Thơm không? Thơm quá. Biết cho mình đưa hết gì bán đi. Đưa về cho ngoại kìa. Cho ngoại em đây. Đưa về cho ngoại đi. Cho ngoại đi nữa. Cho ngoại nữa luôn hả? À, ra ngoài Vinh về cho ngoại đi, đừng qua nữa nha. Vinh, cái gì bán đi, đi ra. Vinh ơi. Cái gì? Vinh ơi. Dính. Trời sao, nhìn vô trời sao chùi tay. Thôi, này, Vinh bán đây cho ngoại. Dạ. Nó của chị Nguyệt cho. Cảm ơn chị Nguyệt. Dạ. Dép đâu? Dạ. Không có dép hả? Nó chị Nguyệt cho nha. Ngoại đâu? Trời, mới đi liếm hai tay luôn.
Ăn đi, đây con nè. Hả? Cảm ơn con nha. Ấm cho con cây ra một. Vậy, vậy. Ở đâu hả? Cái đó cái gì? Đi kiếm ai vậy? Ông ngoại đâu? Trời, ông ngoại ngoài ấy kìa, đi cho ông ngoại. Ông ngoại ngoài chú Huy á, ngoài bác Huy á. Đi ra ngoài bác Huy đi. Trời, kiếm ông ngoại cho ông ngoại. Ơi. Con dép vô con. Ngon quá. Con không? Con miếng con cho ông ngoại hả? Con mang dép đi. Con mang qua dì Nguyệt, con mang dép đi rồi đem qua cho ông ngoại. Con mang dép của ốc tiêu đi. Rồi đem cho ngoại, ông ngoại phải ăn lắm á. Nguyệt, chị ba mang dép của ốc tiêu nha. Chị mang mang dép cho ba nói liền thấy không? Rồi ho luôn, ông này ho luôn. Dẫn nó vô ngoại ơi. Rồi con đi con mà tới ngoại cho con ăn hết quá. Cho ngoại chưa? Đem cho bà ngoại rồi, giờ đem cho ông ngoại. Trời ơi, con hiếu quá. Hiếu lắm. Em chung chim mẹ ơi. Sợi chó á, sợi chó. Đi đi có cha không sao đâu. Chuyện chó la chó đây. Chó đi ra. Đi ra cho chị ba đi. Chị ba đi. Ở nhiều khi con nhỏ tuổi hơn nó nha. Nó lớn tuổi hơn con ha. Không ngoại đâu. Chị vô ngoại kiếm ngoại. Ông ngoại. Em vô cho ngoại đi. Em vô cho ngoại đi. Em vô cho ngoại. Kiếm ngoại đưa cho ngoại. Cảm ơn con nha. Dạ con vô nha. Con vô nha. Đúng đà đúng đỉnh. Hôm nay đã đỡ hết bệnh khỏe. Đỡ mừng quá trời. Đi đâu vậy? Vô lại gì Nguyệt hả? Gì con? Dạ chưa? Mở dép ra hả? Mở đi con. Cho rồi. Vô 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 gì Kinh Nguyệt mở cho. Vô gì Kinh Nguyệt mở cho. Mở mở dép nữa cái Nguyệt. Sao mang nó hai đôi vậy? Đó. Dép của ốc tiêu. Nó đi bộ vô. Dép của ốc tiêu. Rồi đi vô. Vô đi vô đó không? Thôi đi ra đi à. Cho ngoại, ngoại có nói gì không? Sữa. Ông ngoại. Bà ngoại có nói gì không sữa? Hả? Bà ngoại chơi. Bà ngoại chơi. Bye bye dì Nguyệt. Bye bye dì Nguyệt. Chúc dì Nguyệt ngủ ngon nha. Chúc sữa ngủ ngon nha. Dạ. Mà về nhớ rửa tay chưa? Sao lấy nữa? Mang chị mở mang đi con. Một đôi mang, một đôi sách. Con không mang luôn hả? Trời ơi, không biết giữ của quá chứ. Cái sách về đầy đủ chứ bộ. Thật chưa? Dạ. Rồi. Trời ơi. Nó ỉa. Trời trùng xuống rồi. Quy nó hơi quá. Quy nó hơi quá. Hơi quá. Quy dễ tùm bung nước cốc thật. Lại sữa. Trời ơi nó hơi. Ủa em ói. Kêu cậu tư. Kêu cậu tư. Cậu tư ơi. Em Quy ói. Ừ. Nhanh lên. Lên nào cho em. Nhanh lên. Thôi con đừng có lại đó. Ờ, con. Lấy cho em. Trời ơi.
thôi thôi để con tôi lau dạ đấy ra. Trời ơi rồi ối gì vậy trên nhà trên nhà thôi đi về để cho con tôi dọn dẹp. Thôi chào tạm biệt quý giả đi. Ơi, Đi về. Em nó ông nó hò nó ối kìa. Rồi chào tạm biệt quý giả nha. Bye bye. Hẹn lại quý ông bà cô chú trong một video theo. Dạ cảm ơn quý ông bà cô chú đã theo dõi video của trà sữa. Dạ chào tạm biệt ạ. Bye bye con. Thôi quý ông bà cô chú nè, hẹn gặp lại. Ừ. Ờ. Bye bye.